Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại thì Đức đang có mặt ở trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Cái con đường này bây giờ là trở thành phố ẩm thực rồi. Và con phố ẩm thực này đã được hình thành chính thức cách đây vài tháng trước Tết năm 2024. Con phố này bây giờ ra sao nè, hôm nay có dịp đến đây Đức sẽ đi quanh khu vực phố này để quay lại chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng biết luôn nha. Bây giờ mời cô bác anh chị và các bạn cùng theo chân với Đức, chúng ta đi tìm hiểu khám phá phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Ngay khu vực mà Nick đang đứng ở đây là ngã tư đường Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long. Đây là ngã tư rất là đông đúc, náo nhiệt nha. Chờ đèn xanh đèn đỏ xong là xe cộ rất là đông. Bên kia là có Thế Giới Di Động nè, cửa hàng chuyên bán về hàng điện tử, đặc biệt là điện thoại. Còn đằng kia nữa là cái tòa nhà đầy màu sắc đó, có một cái phòng gym Fitness California. Rồi cái bảng điện tử này quảng cáo về cái phố ẩm thực Phan Xích Long. Đây là cái bảng mà chính thức được đưa lên khi mà hình thành là cái phố ẩm thực. Thì dưới bảng đó là có để phố ẩm thực Phan Xích Long là quận Phú Nhuận. Phía trên còn cái chữ nữa mà rất tiếc hôm nay sau chữ nó bỗng dưng là bị tắt đèn mất tiêu rồi. Chắc là mới bị hư hay sao. Nick còn thấy chữ phía trên bình thường lên đèn sáng trưng luôn. Là không sao, bây giờ đi phía dưới này. Con đường này rộng và dài, rất là nhiều hàng quán hai bên đường nữa. Có lẽ đây đi bộ không nổi. Để Nick đi lên đây tí xíu, sau đó là Nick sẽ chạy xe để quay cho con bán chị mình biết con phố này. Bây giờ giữa con đường Phan Xích Long này đã làm hoa cỏ, rồi thác nước, đài phun nước, trông rất là khang trang, sạch đẹp mọi người. Đây là cửa hàng pizza, cái này là món pizza. Đây là của thức ăn này kiểu Ý. Đây con đường phía giữa là cái con lương trở thành là những cái bồn hoa, bông hoa rất là đẹp. Bên đây bún chả cá Đà Nẵng. Kế bên đó là Bar and Grill Steak, là món steak, món kiểu Tây, quán nhỏ nhỏ thôi. Rồi Modern Thái này, A Chang. Muốn ăn món Thái thì ghé đây ăn. Rồi dài xuống dưới đây tí nữa và rất là nhiều quán ăn, nhà hàng, nắp cà phê. Rồi kế bên đó là Miss Đá Chè Không Ngọt. Quán này rất là dễ thương, có một nhóm các cô gái đang ngồi ăn chè. Cửa hàng Phân Loan bia rượu, thực phẩm ngoại nhập. Bây giờ Nick phải ngồi xe chạy chậm quay tí cho bà con cô bác mình xem, bởi vì con đường này khá là dài, nó không giống như là bên ở đường Hồ Thị Kỷ bên quận 10 nhỏ đi bộ dễ thương. Hủ tiếu Thái, bún Thái, đậu nổi. Đây, quán ăn năm gia, hủ tiếu, mì miếng, bánh canh, bún gạo, rồi mì xưa, mì sườn, rồi cháo ớt. Bên kia đường là cái gì, có bánh cuốn nè, quán nhớ, rồi bún đậu cầu gỗ, phở, rồi hủ tiếu Nam Giang Phượng Quán, rồi quán cơm Ông Mập, rồi đằng kia có quán chai 27, kế bên là bánh canh cua, rồi kem. Rồi bên đây là kem Calato, là nhà hàng Nhật Bản, quán cà phê đen, cơm nấm ngon lắm. Rồi bên kia đường kìa, cơm cuộn rong biển, rồi bún chả, bún đậu mẹt, cà phê, rồi mì Quảng quê tôi, rồi quán Nhật Akiko Sushi, rồi steak, beef steak pasta.
phía kia là coi bên đây cà phê, à quán cà phê, quán ăn vặt thì cũng nhiều quá mọi người. Kia là quán chai lá bồ đề nữa nè, rồi Hoàng Tâm. Ồ, cái nhà hàng này cũng khá lớn nha, món ăn món ngon miền Tây, trông rất là khang trang sạch đẹp nè. Còn bên đây Tám Rêu, món ngon dân dã từ cua đồng, rồi bánh mì Hà, bún chả phố cổ. Khu này nhiều quá trời luôn nè, hủ tiếu Thái Lan, hủ tiếu Thái Lan để thấy 35.000 thôi, 35k đó. Rồi nhà hàng Thái, wow, nhà hàng Thái này lớn hơn cái nhà hàng nãy nữa, Thái Market, wow. Rồi Ganbi buffet nướng lẩu Hàn Quốc nè, rồi Waru sushi món Nhật nữa. Phía trước là King Barbecue, lại món Hàn Quốc nữa. Rồi sang Phú Lỗ, cái quán này món lẩu, rồi có steak pizza pasta kiểu Ý nữa nè. Ở bên kia đường thì có hủ tiếu mực, hủ tiếu mực nè, nghe cũng thấy hấp dẫn quá đi. Rồi Highland cà phê, quán cà phê Highland lúc nào cũng đông người trong. Rồi sushi, e-sushi, wow, cái quán này lớn và hoành tráng luôn nè. Mày món Nhật, xe đầy phía trước luôn rồi. Cà phê Amazon, rồi trà sữa Công Cha. Bên kia là Hoài Niệm, quán bún đậu mắm tôm. Rồi mấy khách sạn, thấy có khách sạn Cali ở đây nữa nè. Bên đây Running Bean cà phê, rồi ăn được Phúc. Còn mấy nhà hàng này sang không à. Rồi Buchon. Đằng trước đây nữa Matangu, nhà hàng này sang quá chừng luôn. Này kiểu chắc Đài Loan, Hồng Kông hay là Trung Quốc gì đây. Đây sáng choang mà trang trí này, decor rất là đẹp. Rồi lại nhà hàng Thái nữa, ở ngay cái ngã tư này nè. Nhà hàng Thái, rồi Hokkaido Sashi nữa kìa. Nhà hàng Nhật nữa. Wow, thấy Thái, Nhật với lại Hàn Quốc quá trời luôn. Rồi bên kia đường là nhà hàng Dak Galbi nữa, lại là của Hàn Quốc, rồi Texas Chicken. Nhà hàng Texas Chicken nữa. Rồi bên đây Belgium, cái này là của Mỹ. Rồi biết tới kiểu Pháp là Lemon Steak. Rồi bò sinh đôi nè. Rồi Kichi, lẩu băng chuyền, cái này kiểu Nhật. Rồi quán thịt nướng Hàn Quốc, Gogi nữa, Bansa Korean Barbecue, lại Hàn Quốc nữa. Rồi kế bên đó là Gyudon Sukiya Curry. Cái này cũng là món kiểu Nhật. Rồi Sushi Kobeya, lại một cái quán Nhật rất là lớn nữa nè mọi người. Wow, trời hoành tráng luôn. Sushimo Korean Barbecue nữa rồi. Wow, Nhật hàng quá trời. Bên kia là Dynasty May, món hoa, rồi pasta Ý, rồi gà nữa nè. Rồi bánh Rivan. Bên đây Koi Te, là trà sữa Koi. Rồi Karaoke Nice, khách sạn Trần Bùi, trà cà phê Jack. Rồi phía đây nữa, bên trái đằng kia để thấy có quán Hà Nội, rồi phở gà Tràng An. Còn bên đây là bún mắm Hà Nguyên, rồi nhà hàng chai Sati, rồi mì quảng Mỹ Sơn, khách sạn Mi Thứ, khách sạn Nam Anh. Cái này tính giờ quá trời luôn nha, khách sạn này 60.000 giờ nữa nè, Nguyệt Đức. Rồi khách sạn Hà Trang, cái này 60.000 giờ, 80.000 2 tiếng. Rồi ẩm thực mô rùa gì ta, mô rùa viết cái chữ này khó đọc quá. Ẩm thực Huế, viết cái chữ gì mà khó đọc, Trang Hy, trà ngon sáng tạo.
Rồi dòng xuống dưới kia coi, để thấy bên kia đường cũng nhiều quá chừng luôn. Cháo ếch Bảo Ca Singapore. Để ăn lên đường. Rồi trước mặt còn cái gì đây? Một cái chỗ này bún đậu, đậu homemade của họ có review ở bên quận nhất rồi nè. Đậu homemade này rất là ngon, giá hơi cao tí mà rất ngon nha. Rồi ăn vô là thấy nó xứng đáng với giá tiền. Rồi dưới đây nữa nè, quán nhậu Ốc Nguyệt thì quá trời khách luôn nè. Rồi vòng vòng đây chắc mấy quán nhậu thôi. Này là rảnh là nhậu. Rảnh quá, bây giờ bị thổi, bây giờ ít khách bớt rồi. Ốc Bảo. Rồi dưới kia là quán lẩu cá đuối Đà Nẵng. Rồi bên đây là quán Alibaba 2. Dọc ở đây là các quán nhậu. Ở đây tới đường Vạn Kiếp rồi. Đó là ngã ba Phan Xích Lâm với Vạn Kiếp. Đường Vạn Kiếp này cũng rất là nhiều hàng quán, nhưng mà Nick muốn quay quanh khu vực đường Phan Xích Lâm này cho mọi người xem thôi. Rồi, quán ốc này đông quá, ốc Bình Dân này đông quá chừng đông luôn nè. Ốc này Zuka. Rồi, quán Hạnh 68, bún Thái, bò hào sốt, bò nướng tảng. Rồi mấy cái khách sạn nè, sao sáng nè. Rồi khách sạn Sinh, thực phẩm, bánh tầm bì, bún cá, châu đốc. Dọc ở đây là đa số các khách sạn mà có tính theo giờ mọi người. Rồi đây bún cá Hà Nội, Hạnh Báo. Rồi phở khô Gia Lai chính gốc và hồng. Rồi có Sisa quán 98, bê thui lẩu bò, bò tảng nướng, bò 5S ba ngon, bò né ba ngon, bánh xèo tôm nhảy, nước mía sinh tố dừa, rồi nem nướng Đà Rang. Wow. Ê, con phố này bây giờ phố ẩm thực là cái gì cũng có, muốn ăn món gì cũng có. Rồi khách sạn Bình Dân, khách sạn gì, khách sạn Sinh, rồi có Eros Hotel. Có cái Eros này nó không thấy là để giá theo giờ thôi. Rồi đặc sản Ba Miền, cái này góc đường Hoa Sữa. Rồi phía trước là gì đây, rau má. Rồi bánh mì Ngọc Mai, bánh su mi xuê, rồi bánh mì Hà Nội nữa nè, phở gà Tràng An. Rồi nhìn lại bên kia cà phê Phúc Long. Phúc Long bây giờ mở rất là nhiều cửa hàng. Sạn Gia Hân, rồi phở hùng, phở bò, phở gạo, cơm chiên. Rồi phía trước lại phở nữa nè. Khách sạn Quỳnh Anh. Rồi bên đây là cánh gà Chicken Steak Ming Dynasty. Hồi nãy là Nick có nói sơ qua chỗ này rồi, nhà này rất là sang luôn. Pasta món Ý, khách sạn Vạn Anh 60.000 giờ, sữa chua Trân Châu Hạ Long. Rồi này món Nhật Tokyo Deli. Rồi kế bên udon ramen. Rồi spa massage, cơm thố Chợ Lớn nè, rồi Hokkaido nữa, cá biển, ốc biển, sashimi. Rồi karaoke Icon, gà Texas. Rồi chạy quanh một vòng đường Phan Xích Long là nhìn thấy rất là nhiều quán ăn nhà hàng lớn không ạ. Nhưng mà ở đó chưa phải là điểm dừng cuối cùng của đường phố ẩm thực Phan Xích Long đâu. Còn một cái nhánh khác nữa gần đó thôi, vẹo qua tới đây sẽ có một cái khu nho nhỏ cũng rất là dễ thương. Ở ngay chỗ Nick đang đứng đây là cái ngã ba đường Hoa Phượng với đường Hoa Sứ nè.
Và ngay trước mặt Nick ở đây đó là câu lạc bộ thể thao Rạch Miễu. Thì trong đây là có cái phố ẩm thực nhỏ nhỏ mà mọi người không phải cần lấy xe nữa, để xe xong đi bộ vào trong đây. Có nhiều món ăn vặt, để Nick đi vào trong đây quay luôn cho cô bác chị mình xem nha. Câu lạc bộ Rạch Miễu, cổng số 4, số 1 đường Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận. Đây là cái phố ăn đêm, phố ăn vặt nè. Ngay đầu này thì có cái quán này bán là cơm tấm sườn non, cơm gà da giòn, bánh hỏi thịt, nem chả giò, bún thịt nướng, các món ăn vặt. Rồi nước cam hạt chia. Anh để là Vantage Market. Trong đây là kiểu đi bộ nè. Ở ngoài kia đường lớn thì là phải chạy xe nè. Còn đây là đi bộ thu gọn, thu nhỏ lại. Để Nick đi một vòng quay cho cô bác mình xem nè. Trong đây có vẻ là yên bình hơn, và chắc là bình dân hơn, rẻ hơn. Mọi người vào đây dẫn theo con cái đi ăn trong này, thấy là có vẻ là dễ chịu hơn. Các trẻ em tô tượng có khu vực đây, một cái tủ nè để mấy cái tượng làm sẵn rồi, hay có màu mua tượng, tô tượng đó. Đây, gỏi đu đủ, nem nướng bò lá lốt, gỏi cuốn tôm thịt, gỏi cuốn tay heo, gỏi đu đủ tôm thịt, đu đủ, gỏi đu đủ tay heo tôm. Đây nè, bò lá lốt xiên nướng. Đây, thịt xiên nướng nè. Để thịt lên bốc mùi lên bay xèo xèo hấp dẫn nha. Cái này bánh bao thịt nướng kiểu Mông Cổ, combo 32.000, một combo lớn thì 73.000. Bún mắm 50.000, trà đá 3.000. Chỗ này bún mắm cũng lý tưởng nha. Nếu mà muốn ăn là lẩu mâu, lẩu mắm thì 110.000, phần nhỏ phần lớn 150.000. Rồi mực, rồi chả tôm, rồi heo quay, cá, đồ lòng. Ồ, có cháo lòng luôn nè mọi người. Đồ lòng đây nè, có cháo lòng. Trời, hấp dẫn nha. Xoài mặn, bắp xào, xoài lắc, cốc lắc, nhân dân. Rồi, phía bên đây là cái gì đây? Bắp này, đậu bắp, cà pháo, rồi thịt nướng. Cái này là bán thịt nướng. Rồi, mấy cái dĩa thịt nướng nè. Bên kia có để nhạc nữa mọi người nghe. Đây mọi người ăn cái dĩa nướng, có bếp đem ra ngoài để cho mình ngồi ăn. Rồi, bên đây có gỏi Thái nè. Đây, cái gỏi đu đủ nè. Đây, gỏi đu đủ, mắm bạc khía. Thank you.
rồi bên đây để nó coi có thêm mấy cái xe này là viên chiên mắm tỏi của cô báo. Cái này ăn vặt nè, còn đây là điểm sâm Hồng Kông. Rồi điểm sâm này cũng một số món, có bánh bao, há cảo, sủi cảo rồi lùm nè. Phía bên này có bánh đà cua, bún ốc, bún riêu. Cái mùi bún riêu đứng đi ngang nè, cái mùi thơm quá chừng. Này ốc nè, chả nè, ốc chả có cua nữa, cua dạ, rồi. Rồi huyết nữa phải không, có huyết nữa. Hey, cho tô bún riêu đi. Dạ. À, Nick sẽ ăn cái tô bún riêu ở đây. Đây, tô bún riêu của Nick nè. À, nóng hổi luôn nha. Mùi riêu cua rất là thơm luôn. À, tô này của cameraman. Rau nè, mấy mắm ruốc, dĩa ớt. Có mùi hơi nặng luôn nè. Nhưng mà mắm ruốc này phải ăn với đúng cái là Nick kêu thêm cái này. Gỏi cuốn nè. Một cuốn vậy 10.000. Hai cuốn này 20.000, cuốn này cũng bự lắm mọi người. Ăn với tương nè. Tương có đậu phộng, có ớt. Có gì đồ chua phía dưới nè. Bây giờ quậy nó lên cho nó trộn đều lên. Ăn cái gỏi cuốn trước đi. Đây là cái khu bình dân thôi, nhưng mà nó thấy là có bàn ghế cũng khang trang sạch đẹp luôn rồi. Cuốn này cuốn hơi bị bự á, bự hả họng mà cắn nó không mất luôn. Cuốn này 10.000 cũng ok nha. Cái tương rất là ngon. Bên trong là đương nhiên là có bún nè, tôm nè, giá nè, thịt heo nè, xà lách nè, tí tô nè, tương ớt, đậu chua, đậu phộng, cay cay, hết sảy. Cái khiến tương này làm rất là tươi, ngon. Thấy là ok nha. Thường thường mọi người nói ăn hoặc ngoài đường nó làm không ngon, nhưng mà chỗ này làm rất là ngon. Chấm cái gỏi cuốn chỗ này rồi. Đồ chua. Cái đậu phộng này nè. Hết sảy luôn. Bún riêu cua ốc. Rồi, nhắc miếng chanh vô nữa. Wow. Giờ cái mùi nó còn hấp dẫn hơn nữa nè. Đó. Wow, trộm lên đó. Bay mùi sọc vào mũi. Thơm lừng luôn. Chả rồi cua rồi ốc. Này huyết nè. Rồi, mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng ăn bún riêu cua ốc để nhớ nít nha. Đây, nếm thử cái miếng nước này.
ý tưởng tưởng không ngon mà ngon không tưởng, khá là ok. Giờ phải lấy tí ớt này bỏ vô, tí mắm ruốc này nữa. Trộn lên tí nữa là hát xảy con bà bảy. Bây giờ là hát xảy luôn, thêm tí mắm ruốc vô, nồng cái mùi lên nữa. Chả cua ngon, miếng ốc vậy, ốc dày dày ngon, rau muống, bún. Miếng chả là nước thì nóng. Nói chung đánh giá là rất là cao cái tô này, dù là bình dân, nó không có quá nhiều thịt hay là chả cua hay là ốc trong đây đâu à, thì nhưng mà rẻ ngon. Đây cũng có nhiều món ăn vặt khác, nó thấy người ta ăn đồ nướng khá là nhiều á. Nói chung là khung cảnh nó yên bình, dễ chịu, không quá đông, mà thấy thanh bình quá, rất là ok luôn. Này dẫn cả nhà trẻ con này vô ngồi ăn thư giãn trong một buổi tối hết sảy, thấy an toàn yên bình, không có xô bồ, rất là dễ chịu luôn mọi người. Chị, dạ. Chị em hỏi cái tô này cũng khá là ngon, là giá bệnh nhiêu vậy? Dạ 35 anh. 35 hả? Dạ 35. Thôi, rất là ngon. Và cái phố này mở chỉ có cuối tuần hay là? Dạ không, phố của mình là mở hàng tuần hết, là bắt đầu từ 16 giờ cho đến 22 giờ hàng tuần. Mỗi ngày luôn dạ, hả? Dạ mỗi ngày luôn anh. Ồ, cứ tưởng đâu là trong này đi bộ một vòng là cuối tuần thôi chứ. Dạ không, mình là mở xuyên suốt luôn. Là giống như từ thứ hai riết cho đến thứ bảy chủ nhật là bắt đầu. Thường thì thứ sáu thứ bảy chủ nhật hay có những cái chương trình mà hát cho nghe đồ á, cho lưu âm nhạc. Dạ. Còn lại là mấy ngày thường thì chúng ta chỉ mở nhạc này nọ thôi, chứ không có giao lưu âm nhạc. Ở những cái cuối tuần này nó đặc biệt. Trong cái phố này có nhà vệ sinh gì cho người dạ, bạn đi? Dạ có đầy đủ hết anh. Nhà vệ sinh mình đầy đủ hết, sạch sẽ. À, của chỗ dạ, thể thao đó hả? Dạ đúng rồi. Đây là mình mở phố là cho mở trong đó cho mình sử dụng luôn. Dạ đúng rồi anh. Oh, ok. Dạ. Cảm ơn nhiều ha. Dạ. 35 ngàn rất là ngon. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Bạn chưa ăn nữa. Dạ cảm ơn. À, tô này cũng chất lượng mọi người, giá bình dân. Thấy nấu ngon nè. Mở hàng ngày luôn. Từ nói chung là mỗi ngày đều mở, thông tin thì phố này cũng mở mấy tháng gần đây, ngày nào cũng có. Bên cạnh là phố chính ngoài kia Phan Xích Long này vô trong đây. Chỗ này thì đúng là như Nick vừa nói khi nãy là nó thanh bình yên tĩnh, gia đình dẫn con em đi ra đây đi dạo rồi ăn vặt cũng lý thú. Bây giờ tiếp tục cái tô bún riêu cua của Nick nè. Thôi thấy khá là ngon, 35 ngàn, rẻ, ăn tiếp rồi. Mời cả nhà, mời cameraman ăn đi. Để hồi nó nguội nè. Giờ bỏ đi con chạy. Đem nè. Cam hạt chia phải không? 20 lần. Cam hạt chia rồi, bao nhiêu tiền? 20 ngàn. Dạ cảm ơn. Ly nước cam hạt chia. Cái này nó cũng mới thấy lạ nha. Quán gốc đẳng.
thường nước cam thôi, bây giờ có pha trộn thêm hạt chia nữa. Hết sảy, cam tươi. Ở Việt Nam thì cam cũng rẻ mà, trong siêu thị mà nó có review đó, mỗi lần vô trong đó thấy cam bán trong đó là trong siêu thị là hơi cao hơn ngoài. Nếu mà mua ở ngoài thì khi giá rẻ hơn, nhưng mà ly cam này 20.000 giá rất bình dân, có thêm hạt chia trong đó đó mọi người, uống rất là thanh ngon luôn nè, là nguyên chất. Hay coi, nếu mà riêng phần của nó không một cái gỏi cuốn 10.000, cái tô bún riêu này 35.000 là 45.000, thêm cái ly này nữa 20.000 nữa là 65.000 cho một buổi tối, quá rẻ luôn à. Khu bình dân ở trên này thấy có một cái dạng khung, chắc là làm sẵn để khi mùa mưa đó thì sẽ có mái che mọi người, tức nghĩa là mái che đó làm dài từ ngoài đó rồi tối tuốt ở trong luôn để làm mái che, chuẩn bị cũng đầy đủ rồi. Hy vọng là cái phố này sẽ phát triển nhiều hơn, mọi người biết được tới nhiều hơn, và nó sẽ làm cái điểm mà cho người xung quanh đây, người địa phương đây có thể đến thưởng thức ăn vặt mỗi buổi tối hoặc là thư giãn thôi, nhiều thức ăn thức uống mà nó tiện lợi và lành mạnh nữa, hay cả gia đình có thể cùng ra đây thư giãn túc lành mạnh thoải mái. Rồi, video clip của buổi tối ngày hôm nay nè, chạy quanh quay một tí xíu cho cô bác chị mình xem con đường Phan Xích Long bây giờ là phố ẩm thực. Ở đó thì rộng quá cho nên là không có đi bộ được mọi người, đó là phải ngồi xe chạy, mà muốn ăn quán nào chạy thẳng tới quán đó ăn luôn, cái đỡ mỏi chân chứ không đi bộ được ha. Nhưng mà tới đây gần đây thì chỗ đường Hoa Phượng, cái trung tâm thể thao Rạch Miễu này nè, phố này thì đi bộ vòng vòng ăn những cái món ăn bình dân rẻ cũng ngon chứ không đến nỗi, nó thấy ăn cái nào cũng ngon á, gỏi cuốn là làm rất là chất lượng. Tô bún riêu này 35.000 cũng rất là chất luôn nè, miếng nước cam nè cũng rất là chất luôn ha, rẻ và sạch sẽ thoáng dễ chịu nè, bàn ghế là bàn gỗ rồi rất ok. Thì nhà vệ sinh nick mới đi vào bên trong á, chỗ trung tâm thể thao Rạch Miễu này là sạch đẹp luôn, nói chung mọi cái là rất ok. Bây giờ Nick xin dừng video clip tại đây, cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video khác kỳ sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại, bye bye.